nhất. Chúc mừng tới hạnh phúc của Thu Trang và Quang Minh, cũng như chắp cánh những tiếng hát lời ca của toàn thể quý vị, để cùng là những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần ý nghĩa nhất để chung vui chúc mừng. Và lúc này đây thì ekip thực hiện chương trình cũng đã trở về đông đủ trên sân khấu hạnh phúc của lứa đôi. Một lần nữa xin được trân trọng gửi lời chào, lời chúc mừng hạnh phúc tới gia đình, lời chào, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tình cảm hiện diện của toàn thể quý vị. Và kính thưa tới toàn thể quý vị, trân trọng trả lời từ gia đình, cũng như xin đặc biệt trân trọng trả lời từ vị trưởng đoàn của gia đình Hòn Nhà Gái, xin được trân trọng thông báo tới danh sách mà gia đình và cũng như vị trưởng đoàn của gia đình Nhà Gái xin được nhà ý trân trọng kính mời tới toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, các anh chị và toàn thể các bạn cùng với chuyến xe hoa hạnh phúc của gia đình nhà trai sẽ cùng lên đường đưa dâu sau khi chương trình buổi lễ vô quy trân trọng được diễn ra tại tư gia riêng hạnh phúc Nhà Gái. Xin được trân trọng lưu ý các quý vị, các anh chị có tên sau sẽ cùng đoàn đưa dâu của gia đình Hòn Nhà Gái cùng chuẩn bị thời gian và cũng như sắp xếp các chương trình theo chương trình hạnh phúc của cô dâu Thu Trang và chú rể Quang Bình. Và sau đây ban tổ chức chương trình xin được thông báo danh sách đưa dâu của gia đình Hòn Nhà Gái. Xin được trân trọng kính mời bác Tân là trưởng đoàn. Xin được trân trọng kính mời ông nội cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ông ngoại của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời bố cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ông Tính. Xin được trân trọng kính mời bà Tình. Xin được trân trọng kính mời ông Tiến. Xin được trân trọng kính mời ông Tĩnh. Xin được trân trọng kính mời bà Mai. Xin được trân trọng kính mời ông Pháo. Xin được trân trọng kính mời ông Biết. Xin được trân trọng kính mời bà Luyền. Xin được trân trọng kính mời chú Thím Khanh Hằng. Xin được trân trọng kính mời cô Dung. Xin được trân trọng kính mời bác Hưởng. Xin được trân trọng kính mời cậu Cóng. Xin được trân trọng kính mời mợ Quế. Xin được trân trọng kính mời dì Nhạn. Xin được trân trọng kính mời chú Thắng. Xin được trân trọng kính mời bác Thắng Mừng. Xin được trân trọng kính mời bác Lợi. Xin được trân trọng kính mời bác Thuân Nguyên. Xin được trân trọng kính mời bác Thủy Phận. Xin được trân trọng kính mời chú Long Loan. Xin được trân trọng kính mời chú Công Hương. Xin được trân trọng kính mời bác Vinh Nhàn. Xin được trân trọng kính mời bác Cường Tưởng. Xin được trân trọng kính mời bác Long Thu. Xin được trân trọng kính mời bác Cường Hào. Xin được trân trọng kính mời vợ chồng bác Bốn Phượng. Xin được trân trọng kính mời chú Tuấn Xuân. Xin được trân trọng kính mời chú Nam Hưởng. Xin được trân trọng kính mời vợ chồng chú Thắng An. Xin được trân trọng kính mời vợ chồng cháu Thành Linh. Và cũng như xin được trân trọng kính mời tất cả các bạn bè nam thanh niên của cô dâu sẽ cùng được nhà ý từ gia đình và vị trưởng đoàn của gia đình Hòn Nhà Gái cùng với danh sách đưa dâu mà ban tổ chức vừa thông báo. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị có danh sách trên. Chúng ta sẽ cùng chủ động về thời gian và theo chương trình hạnh phúc của cô dâu Thu Trang và chú rể Quang Bình để cùng chuyến xe hoa hạnh phúc để đưa cô dâu về với lễ thành hôn trên quê hương Kinh Môn thân yêu. Xin được cảm ơn quý vị thật nhiều. Và kính thưa tất cả toàn thể quý vị, trở lại với những giai điệu, những tiếng hát lời ca cùng với những người thực hiện chương trình ngày hôm nay. Sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hồng cùng ban nhạc Những Người Anh Em để hát lên những bản tình ca chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Xin mời những tràng pháo tay thật lớn của quý vị cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hồng. Dạ vâng, và lần đầu tiên cho phép Thanh Hồng xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể của quý vị khách quý ngày hôm nay đã cùng có mặt trở về với trung tâm hôn trường cưới của đại gia đình Nhà Gái. Một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Và để mở đầu cho chương trình do Lưu Văn Nghĩa trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng thay cho lời muốn nói của đại gia đình Nhà Gái, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về chung vui với niềm vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể, cũng như thay cho lời muốn nói của những người thực hiện chương trình ngày hôm nay gửi những lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị với một ca khúc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ, ca khúc Hai Quê. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị. Oh.
mà chạy nhớ quê tôi. Thank you.
Xin cảm ơn ca khúc Hai Quê của ca sĩ Thanh Hồng. Và xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị quan viên, cũng như niềm vui của toàn thể quý cô, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, anh chị cùng toàn thể các bạn. Hãy cùng nhanh chân rào bước trở về với tư gia riêng hạnh phúc cùng với niềm vui của cô dâu Thu Trang, niềm hạnh phúc của gia đình và các thành viên của ban tổ chức ngày vui hạnh phúc lễ Vu Quy ngày hôm nay, để cùng chung vui và chúc mừng tới tình cảm của gia đình và hạnh phúc lứa đôi. Dạ vâng, kính thưa tới toàn thể quý vị, trong lúc chờ đợi sự hiện diện đông đủ và thân thương của toàn thể quý vị, ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay cũng rất mong được tình cảm yêu thương của quý vị sẽ cùng dành về sân khấu để tiếp tục thưởng thức những ca khúc hay nhất, để trong bản tình ca hạnh phúc của lứa đôi ngày hôm nay được vang lên những tình cảm chân thành, ý nghĩa. Và sau đây xin gửi trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị hãy cùng chào đón lên sân khấu nữ ca sĩ xinh đẹp Hồng Anh với những bản tình ca ngọt ngào để gửi tới toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón Hồng Anh. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì có một chút mưa đã làm nên một câu chuyện tình yêu mà nhạc sĩ Mạnh Quân xin được gửi tới toàn thể quý vị qua ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Và Hồng Anh cũng xin được gửi thông điệp tình yêu này của gia đình tới toàn thể quý vị qua tiếng hát của Minh Đức cùng với Hồng Anh, với một sáng tác mang tựa đề Cơn Mưa Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bằng những tràng pháo tay thật lớn ạ. Tạm ứng cho Hồng Anh của Mới Minh Đức một tràng pháo tay được không quý vị? Xin cảm ơn ạ. Người yêu có mềm đã héo khô, mặt hồ lá sắc sơ, những con đường vắng xa.
Xin vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị đã dành về với giai điệu của Cơn Mơ Tình Yêu. Và xin được cảm ơn nữ ca sĩ xinh đẹp Hồng Anh. Và kính thưa tới toàn thể quý vị, một lần nữa trân trọng trả lời từ gia đình, từ niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu Thu Trang và ekip thực hiện chương trình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự hiện diện cao quý và đông đủ của toàn thể quý vị quan viên, các anh chị và tất cả quý vị trở về cùng cánh thiệp hồng, và lời mời chân thành và cũng như sự đón tiếp trân trọng nhất từ gia đình. Và kính thưa tới toàn thể quý vị, trong niềm vui hân hoan, niềm hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay cũng như tình cảm của lứa đôi, gia đình cũng sửa soạn bữa cơm thân mật để trân trọng chào đón và chân thành cảm ơn những tình cảm, sự hiện diện cao quý của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, anh chị cùng toàn thể các bạn trở về chung vui và chúc mừng. Và lúc này đây, trân trọng trả lời từ gia đình, trân trọng trả lời từ thành viên của ban tổ chức hạnh phúc lứa đôi và niềm vui của cô dâu Thu Trang, xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, kính mời tới các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị cùng toàn thể các bạn sẽ cùng di chuyển về vị trí các bàn tiệc vui, tiệc cưới, chúc mừng hạnh phúc tới Thu Trang và Quang Bình tại Tư Gia Riêng Hạnh Phúc Hòa Nhà Gái ngày hôm nay, để cùng nâng ly rượu hồng chúc mừng những niềm vui, những lời chúc mừng ý nghĩa, trao tặng những món quà tới niềm vui của gia đình, tới hạnh phúc của lứa đôi. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị sẽ cùng di chuyển về vị trí sân tiệc mà gia đình và ban tổ chức đã dành để đón tiếp và cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị. Và cũng như một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thật nhiều với những yêu thương, với những niềm hạnh phúc để trở về chung vui chúc mừng gia đình, chung vui chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị.